Vâng, Phạm Dinh rất vui khi mọi người đã tiếp tục quay trở lại với kênh Phạm Dinh Channel. Hiện tại Phạm Dinh có một kênh mới, đó là kênh Quyên Vlog, Phạm Dinh chuyên gia đi quay vlog. Các bạn đâu đó thấy được video này, các bạn qua YouTube gõ chữ Quyên Vlog, các bạn đăng ký kênh để ủng hộ cho Phạm Dinh nha. Vâng, video ngày hôm nay thì Phạm Dinh sẽ chia sẻ cho các bạn có một giấc ngủ thật là ngon nha mọi người. Thông thường thì mọi người ngủ một giấc ngủ không ngon, mọi người thường mất ngủ vào ban đêm đúng không? Thì ở đây Phạm Dinh không nói những cái thành phần, những con người mà đang mắc bệnh, những cái căn bệnh mà chúng ta cần phải chữa trị. Ví dụ như căn bệnh nó ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể mình, gan thận này, nó làm cho bạn mất ngủ, thì ở đây Phạm Dinh không nói nha. Thì đó chúng ta phải đến bệnh viện và điều trị. Còn ở đây Phạm Dinh giúp các bạn điều trị bằng cái tinh thần để chúng ta có một cái giấc ngủ thật là sâu, thật là ngon. Ở đây chúng ta có một giấc ngủ không ngon là sao? Ví dụ các bạn ngủ từ 10 giờ tối, các bạn ngủ từ 6 giờ sáng, các bạn dậy thời gian ngủ là mấy tiếng à? Thì trong vòng 7 đến 8 tiếng là đủ đó mọi người, nhưng mà người ta ngủ, người ta cảm thấy giấc ngủ của mình không được sâu. Ngủ 7 8 tiếng thì giống như là 2 3 tiếng thôi. Thì đó gọi là giấc ngủ không có ngon nha mọi người. Và để có một giấc ngủ ngon trong trường hợp này thì Hoàng Vinh sẽ chia sẻ các bạn một bí quyết nha mọi người. Qua video này thì mình cũng chia sẻ từ cái đấy lòng mình. Nếu các bạn nào muốn xem, tin tưởng ở bản thân mình thì các bạn cứ theo dõi và các bạn áp dụng. Còn nếu như các bạn cho rằng cái điều này là vô nghĩa thì các bạn nên dừng lại nha mọi người. Vâng, thì ở đây các bạn được có một giấc ngủ thật sâu và ngon. Thì ở đây điều trị vừa tâm lý nha mọi người. Đó, những người đa số mất ngủ không được thì chứng tỏ là cơ thể họ không có cái dấu hiệu bệnh đau gì trong cơ thể, họ đi khám không có mà tự nhiên ngủ không được hả mọi người. Thì chứng tỏ trong sự suy nghĩ đầu óc họ có một sự phiền muộn, sầu muộn, hoặc một cái điều gì đó chưa giải quyết trong cuộc sống của chúng ta. Đó, thì bây giờ mọi người phải tìm cách loại nó ra. Mỗi ngày chúng ta có thể ngồi thiền 10 đến 15 phút tĩnh tâm để cho đầu óc chúng ta thư giãn. Và trước khi, đặc biệt điều quan trọng là trước khi đi ngủ, mọi người hãy loại bỏ hết những cái suy nghĩ phiền muộn trong đầu mọi người. Mọi người hãy nghĩ đến một giấc ngủ thật sâu và ngon cho đến sáng. Mọi người muốn 6 giờ dậy thì mọi người nghĩ là ngủ một giấc đến 6 giờ sáng chúng ta sẽ tỉnh dậy, thì cái đồng hồ sinh học trong cơ thể chúng ta sẽ diễn ra một cách đều đặn từng ngày, từng năm, từng giai đoạn, nó sẽ thích ứng dần dần, các bạn sẽ thấy một giấc ngủ ngon. Ở đây Phạm Vinh nói đa số mọi người cơ thể bình thường không bệnh đâu mà ngủ không ngon, giấc ngủ không sâu, thì chứng tỏ trong cái suy nghĩ tâm trí mọi người không có thông một cái vấn đề gì đó. Đó, thì các bạn hãy loại trừ nó ra khỏi đầu óc mình trước khi đi ngủ, đừng suy nghĩ gì hết, hãy nghĩ vào một giấc ngủ thật ngon, thật sâu, đúng 6 giờ sáng dậy nha mọi người. Đó là mọi bí quyết mà Phạm Vinh đã áp dụng vào trong cơ thể của mình. Mặc dù Phạm Vinh ngủ ban đêm có khi 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, không được 7 đến 8 tiếng nha cả nhà, thì mình vẫn thấy bình thường. Có khi mình ngủ dậy còn sớm hơn, 4 giờ rưỡi sáng, 5 giờ nha mọi người. Vâng, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Phạm Vinh Channel. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video lần sau ạ. À.